em làm sao biết sao quay cái này rồi. Nhưng mà chị quay em đó, tụi em ở miền Tây á, mà ở miền Tây thì đâu có mấy món này đâu chị. Nghe kêu cái gì ạ? Ủa mình phải ốc lý không chị? Cái gì vậy? Nghe mệt. Trứng mệt. Không biết mà nói người ta điếc không à. Nghe nói chuyện nè. Đây bắn thôi mình nói. Chị đâu có biết đâu. Đó là một cái chuyện. Đó là chị đang sắp chàm con ghê nè. Sắp chàm. Cái này địa chỉ thôi. 196 này không? 415. Nãy Bi chi mực hả Bi? Đúng rồi. Chứ có đăng lên. Đăng đâu? Đăng lên. Minh không coi kênh của chú hai Minh còn hả? Em bấm đâu có được đâu. Chị làm em nhìn không kịp luôn đó. Làm điêu luyện. Làm mà nhìn không kịp luôn. Mình đó là trứng hả? Đây là trứng. Đây trứng bị sai rồi. Không kịp hả? Lết rồi. Chết. Cái này là mình ăn với cái gì chị? Ăn. À là mình gói ăn vậy thôi hả? Em nhớ là có nhiều chỗ là nó bán, là nó có nước súp gì để mình chấm nữa là riêng hả chị? Rồi. Anh mình ăn dữ dội hơn. nhìn không kịp, nhìn không kịp, nó phải tua lại. Đây là đẹp. Cái mặt á. Này em nhắn chưa? Nằm mới thấy đúng không? Một phần thịt với lại một phần mực luôn. Hôm nay chị kêu cơm mà. Thịt. Thôi, cơm đi. Đó là gì đó cho em một cơm một mực. Bên nơi của mình có chưa? Mình vô ăn kìa bên. Thôi chuyện nóng đó đi ơi. Bột này thì nó có khác gì bột bánh hộp không chị? Chị nói không được á. Bột em không có, đâu biết bánh hộp bột gì đâu. Chỉ có bột gạo. Bột gạo mình xay ra thôi chứ không có. Chị là người Trung luôn hả chị? Dạ. Cái tiếng mình thấy vậy. Rồi xong, nướng luôn. Cái này là phải nóng dữ lắm luôn. Em bỏ. Đây là cái dĩa bánh căn trứng. Ăn đi, thử đi. Mình ăn thử đi. Mình lấy muỗng. Cái muỗng cầm bóc lên thử đi. Cay không? Cái đó cay không? Chưa có nước, chưa có dám thử. Thử đi. Cay. Thử đi. Ủa chứ hả chị đeo ăn gì vậy? Bánh căn. Cay quá hả? Ăn với cái nào này hả? Bánh căn đi. Cay quá vậy ăn không được. Bánh căn. Hấp miếng đi, hấp miếng nước đi. Không hả? Ăn dâu đi. Nhìn bên nè. Nhìn bên nè, quay bên luôn nè. Quay bên đẹp trai luôn nè. Ơi, nước mắm cay á mình ơi. Mắm cay sao chan vô? Chan ít thôi rồi. Pho cà đi. Xoái cà. Xoái cà. Nóng quá mình ơi. Xoái cà kìa. Không nhận nữa. Có gì không? Coi coi làm kiểu coi. Xoái cà cũng đây mà cũng xấu. Cả nhà thì ăn món cái gì mình không ăn rau này hả? Mình lấy cho chị ăn đậu đũa hả mình? Này sao? Dừng chợ. Đậu cây rồi mình. Đây đen. Ủa về Vĩnh Long mà có vô trong không kiểm hay là ở ngoài? Vĩnh Long mà khúc nào? Cọng này nó bự lắm. Tầm á, không biết.
ngon quá. Chả cá đâu? Để em thử cái giả cá. Nhà bé này Vĩnh Long đó nè. Phố rồi, thị trấn rồi, thị trấn phố. Em quán cà phê nóng. Cái thành phố thì con không biết, tại vì con ở thị trấn trường. Dạ. Nó cũng nằm trong đó nhưng mà không có biết. Bi đưa rửa, bi coi cái này coi. Đây là bánh canh mực của Bi. Bánh canh mực. Bánh canh của Bi xong rồi đó hả? Không chưa chết. Bi ăn Bi đang diễn đó. Dạ lấy rồi. Căn mực, nhờ là bánh canh mực. Kiểm con nhờ hai chân dạ. Điện thoại kiểm có 3G không? Lát kiểm đặt cho nó đi đặt để nhập mã luôn là giảm 50%. Mà sáng giờ mấy nhà na mẹ không đi biết gì bằng mẹ mới đặt nhập mã đi về là giảm 50%. Con không giờ biết nhiêu. Con quên nói. Này mình ăn sao? Này mình ăn bằng gói làm sao? Chắc ăn không không có gói. Em chia sẻ ba lần cho hai. Ừ. Thử một cái nha, thử một cái nha. Ha. Ta chỉ là ăn xong rồi là bỏ nguyên cái bánh răng vô nhúng nhúng cho nước mắm. Bánh canh cơm thì kìa. Đâu 3 tiếng mấy hả? Cái Cần Thơ là 4 tiếng. Nó hơi lạ. Đây là bánh canh cơm mà bánh canh cơm. Nó mắm hơi lạ. Ủa Vĩnh Long nó có trung chuyển vô thành phố trung chuyển mà. Dạ có. Nó về thẳng thành phố. Quê thì nó trung chuyển đúng không? Dạ, nó 24/24. Đi xe ba. Tại bình thường con về là con về Bình Minh chứ con không có về Vĩnh Long. Con mua vé về Bình Minh. Con rồi nó trung chuyển về nhà con luôn. Thơm. Ở đâu mua xe trung chuyển? Này cháu ăn thử. Có mà, chia trên xe ăn mới có nè. Bên đây mình ăn nước này cái này không? Cái này cho dễ ăn. Cái bột nó ngon. Nó béo ghê luôn á. Đói bụng á. Nó nóng. Bột hổ. Con tôm á. Tôm bự. Ừ. Dạ. Tại vì con về Bình Minh 110. Nó dài xíu mà nó lại 110. Bé ăn nó kêu á. Thôi để cho nội khám mình đi ăn đi. Mình đi ăn riêng đi. Rồi xong rồi để nội. Rồi xong rồi chiều mình đi ăn nội sao. Rau này nó có. Hay gì có năm. Dì leo sao không ngủ với mình rồi tưởng là rau thơm bây giờ mình ăn tiếp mà có ăn đi nữa không có ăn để chưa thôi bây giờ mình ăn đây bye bye mọi người nhé. Có quay người đẹp không? Đây người đẹp đây quay mẹ đây là gia đình của mình hot boy hot boy hot boy cười cái con hot boy. Dù, ghê ghê.